Đây là lô bông trang Thái đỏ với vàng với hồng phấn với tím sen. Cả nhà cùng mời dạo một vòng xem cái lô bông trang Thái bạc cốt, hồng phấn với tím sen, với đỏ với vàng. Nhà mình gần đài phát thanh đó các bạn, cho nên đài phát thanh hơi ồn một chút.